nhằm cập nhật và bổ sung kiến thức, kinh nghiệm trong phòng và điều trị một số bệnh trên thủy cầm cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Ngày 27 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ phối hợp với trạm khuyến nông các huyện Phú Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Thanh Thủy tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề chia sẻ kiến thức về một số bệnh mới và kinh nghiệm xử lý phòng chống bệnh trên thủy cầm bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở huyện Phú Ninh và phát trực tiếp qua các điểm cầu vệ tinh tại huyện Thanh Ba, Thanh Thủy. Tham gia buổi tọa đàm là các khuyến nông viên cơ sở, cộng tác viên khuyến nông, các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi thủy cầm. Ở điểm cầu chính có lãnh đạo chi cục chăn nuôi và thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các trạm khuyến nông Phú Ninh, Lâm Thao, các chuyên gia thuộc công ty cổ phần tập đoàn Invest. Nội dung tọa đàm tập trung vào các đánh giá thực tiễn trong chăn nuôi thủy cầm theo hướng hàng hóa giá trị cao, chia sẻ về thực trạng, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tại một số tỉnh miền Bắc và tỉnh Phú Thọ, dự báo xu hướng dịch chuyển cơ cấu giống và phương thức chăn nuôi thủy cầm hiện nay, những lưu ý quan trọng trong phòng và điều trị bệnh trên thủy cầm, đặc biệt là phòng và trị bệnh trên ngan, vịt từ trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước. Trọng tâm của buổi tọa đàm là thảo luận trả lời trực tiếp từ chuyên gia Nguyễn Văn Minh, công ty cổ phần tập đoàn Invest. Tôi chăn nuôi vịt thì cũng là lâu năm nay rồi. Hiệu quả vịt thì tôi thấy vẫn cao. Thực ra là cũng lần đầu tiên tôi được đi dự cái buổi họp mà những cái ban cố vấn, ban thư ký giới thiệu về những cái công việc chăn nuôi, tôi thấy là rất là bổ ích. Mong rằng là cứ mỗi một năm một lần ở huyện, ở tỉnh ta mà bố trí những cái mời đến xã, mời đến chúng tôi mà đi họp được một năm một lần như thế là rất là có ý nghĩa cho những người chăn nuôi chúng tôi. Với mục đích được chia sẻ thông tin, nắm bắt được thực trạng đang diễn ra trong sản xuất ở cơ sở, để các chuyên gia tư vấn kỹ thuật giải quyết các vấn đề người chăn nuôi đã và đang gặp phải trong phòng và trị bệnh cho vật nuôi. Tại điểm cầu chính và các điểm cầu trực tuyến đã có nhiều câu hỏi tới tổ tư vấn. Thông qua đó, các chuyên gia, tổ tư vấn đã giải đáp các vấn đề được giải quyết khá cởi mở, thỏa đáng và trúng đúng trọng tâm. Nhu cầu thực tiễn, nhất là việc xử lý phòng chống bệnh trên thủy cầm. Kết thúc buổi tọa đàm, học viên ở các điểm cầu đều đánh giá cao nội dung cũng như hình thức triển khai của hội nghị